Một đĩa spaghetti siêu bự của mình hết luôn. Ai cần nĩa chứ? Ngon bá cháy. Con đang làm gì vậy? Ôi trời đất ơi! Đủ rồi cô nương ạ. Hả? Chuyện gì vậy? Sáng loáng. Thế này mới chuẩn bài này. Và quan trọng hơn cả, không còn dây bẩn. Ngon tuyệt cú mèo. Con sẵn sàng đi học chưa? Chào Nora. Chào. Bạn xanh lá đó là ai? Cuộc thi hóa trang à? Ôi không, mẹ quên mất. Thôi, không sao ạ. Làm gì được chứ? Nhìn bé kìa, hóa trang dễ thương xỉu. Chúng ta có thể làm được gì nhỉ? Đợi mẹ một xíu thôi, để mẹ nghĩ đã. Dùng gì được đây? Chẳng có nhiều lắm nhỉ. Mà chờ một chút, mẹ có thể dùng thùng các tông. Vào việc thôi nào, mẹ sẽ cần một cây kéo. Trước tiên mẹ sẽ cắt đường chéo theo rìa của nắp thùng, sau đó mẹ làm tương tự với bên kia. Giờ thì gấp các nắp lại. Tiếp theo, mẹ sẽ cần súng bắn keo. Chỉ cần phun keo dọc theo rìa, giúp cố định tất cả. Sau đó mẹ sẽ cắt một hình tròn, cắt ở cả hai bên luôn nha. Với một thùng cắt tông khác, mẹ sẽ cắt một hàm răng, rồi dán chúng lại với nhau, đặt tấm này lên đỉnh và một tấm nữa ở phía sau. Cuối cùng, chúng ta cần đuôi. Hoàn hảo luôn. Nhưng cần phải sơn một lớp đã. Nora, xem mẹ có gì này. Là một chú khủng long. Cuối cùng con vẫn được hóa trang. Đáng yêu lắm. Đi vào trong đi. Rau, rau. Chơi vui nhé con gái. Tớ đây. Và tớ là khủng long đáng sợ. Hả? Con thắng ạ? Tuyệt vời ông mặt trời. Muốn khoe với mẹ quá. Con thắng mẹ ơi. Này. Wow, và tất cả là nhờ mẹ. Ý là làm tốt lắm con yêu. Chúng mình đi ăn mừng thôi. Đi mua kem ăn nhé. Con đã thấy thứ gì con thích chưa? Wow, ù là trời, là Hucky Wucky. Đẹp dã man con ngan. Mình muốn có nó. Mình thấy thật sành điệu. Đây là phụ kiện đỉnh cao đấy. Mình chưa bao giờ vui như vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mua cho con. Ok, ok, từ từ. Khoan. Còn lâu cô ơi, của con. Không ổn chút nào. Con bé mới, chắc là cửa hàng còn nữa đấy. Đó là cái cuối cùng. Không công bằng. Con muốn đổi chơi. Đứng dậy đi con. Không, con đang thể hiện nỗi thất vọng của mình. Không, con đang quấy mẹ thì có. Nhưng mẹ biết cách xử lý rồi. Mình sẽ gấp một tờ giấy màu xanh làm đôi. Sau đó gấp đôi theo chiều dọc. Tiếp theo mình gập một nếp nhỏ ở đầu, lấy một góc rồi gấp vào giữa như thế này này. Mình sẽ làm tương tự với góc bên kia. Miết chặt tay để tạo thành nếp này. Mình sẽ lật tờ giấy lại và gấp điểm nhọn ra sau. Mình là gấp giấy thủ công, nhưng chắc chắn con gái sẽ thích. Mình chỉ cần gấp thêm vài đường nữa. Kết quả sẽ như thế này. Tiếp theo mình cần vài chiếc dây buộc tóc. Xoắn vào hai ngón tay như số 8 và làm tương tự với dây buộc tóc thứ hai. Mình sẽ kéo dây buộc tóc màu hồng qua dây màu tím. Thế này thôi, cứ tiếp tục làm như thế và thêm dây buộc tóc. Cuối cùng đã thắt bím xong. Giờ mình chỉ cần siết nó lại. Mình lồng nó vào hai đầu của tờ giấy đã gấp và dùng băng dính để dán chặt lại. Dán một đôi mắt to tròn và vẽ miệng này. Vậy là có vòng tay Hucky Wucky. Sao vũ trụ này lại tàn bạo như vậy? Xem mẹ có gì này, con có thích không? Đứng dậy đi rồi mẹ cho. Cho con. Đẹp quá đi mất, con thích lắm ạ. Đi thôi con yêu. Cốc cốc. Ôi, xin lỗi vịt con nhé. Đồ chơi vương vãi khắp sàn thế này. Căn phòng đáng yêu của tôi, bừa bộn dã man. Nora không bao giờ cất đồ chơi. Phi nước đại ngựa ơi. Con chào mẹ. Nhìn mẹ bực thế. Thôi con chuồn đây nhé. Còn mình thì dọn dẹp. Ngày nào cũng ngần này việc đến tay. Buổi sáng làm nhanh cho xong. Rõ là lắm đồ chơi. Sạch rồi đấy. Giờ thì thư giãn thôi. Cái quái. Này. Woohoo. Vui quá đi. Nora. Hả? Sao nó ở đây ta? Con làm gì rồi hả? Dọn dẹp ngay cho mẹ.
Ôi không, sao còn dám, đưa băng dính đây. Đã nghĩ ra cách rồi. Đi ra Teddy, mình sẽ đặt ghế ở ngay đây. Cần thêm một chiếc ghế nữa. Ok, ổn rồi đấy. Giờ mình cần băng dính. Mình sẽ quấn quanh hai chiếc ghế. Vậy chắc là đủ rồi. Mình sẽ dán đầu này vào ghế. Nora, lại xem này. Gì vậy ạ? Cho đùa chơi đấy. Chúng sẽ dính vào băng dính. Nhìn vui ghê. Ê, ú là la. Còn muốn ném một lần nữa. Hiệu quả rồi. Và không còn đồ chơi trên sàn nữa. Ước gì mình nghĩ ra cách này sớm hơn. Không, Unicorn ăn chay. Mình thì đang ăn burger. Mẹ đang ngủ. Cơ hội đây rồi. Phải thật khẽ mới được. May mà mình đã giấu sơn móng tay từ trước. Mấy màu này đẹp xỉu luôn. Mẹ thực sự cần được làm móng. Mẹ may mắn vì có mình. Nhột quá đi. Dừng lại, Unicorn. Mẹ sẽ có bộ móng đẹp. Hả, có chuyện gì vậy? Nora, con làm gì vậy? Con phải tập thêm kỹ năng này đấy. Mẹ đã nghĩ ra rồi. Đã đến lúc mua sắm online. Để mẹ xem nào. Nhìn được đấy. Wow, nhanh như chớp. Xin chào. Của cô đây ạ. Nora, mẹ có cái này cho con. Cho con xem. Kiểu gì con cũng sẽ thích nó. Mẹ mua bàn tay ạ. Cái này sẽ giúp con tập sơn móng tay. Wow, ngầu ghê. Vào việc thôi. Vui quá mẹ ơi. Mẹ, con sơn móng rồi. Con phải làm gì nữa? Để mẹ chỉ cho. Con chỉ cần lấy các móng ra thôi. Dễ lắm luôn. Rồi con lắp móng mới vào là được. Sau đó thì con có thể sơn tiếp. Wow, công nghệ quả là tuyệt vời. Thử kiểu xéo sắc nào. Chán như con rán. Nhìn đi con, hải dã man con ngàn. Vâng ạ. Mẹ chơi với con đi. Chóng hết cả mặt. Chờ đã. Quả bóng bay xịn nhất quả đất. Mẹ vẫn thức. Mẹ ơi nhìn kìa. Tuyệt, không thể bình yên mà. Đưa cho tớ, tớ muốn nó. Thả ra. Không công bằng. Không thể để chuyện đó xảy ra. Chắc phải có gì đó trong túi mình chứ. Đây, ăn cam đi con. Không, làm gì có chuyện đó. Hả, không cần cái này. Bảo sao túi của mình nặng như vậy. Bóng bay này. Đây chính là giải pháp. Quay lại đây. Ok, mình cho một viên bi vào trong quả bóng. Rồi đẩy viên bi xuống đáy. Lấy một cuộn chỉ. Mình sẽ quấn sợi chỉ quanh viên bi. Mình sẽ quấn thật chặt. Giờ mình sẽ đẩy viên bi vào bên trong quả bóng. Thế này thôi. Rồi thổi bóng lên. Tiếp theo là trang trí này. Mình sẽ dán bìa cứng và tạo khuôn mặt một chú hổ. Dễ thương muốn xỉu. Vậy là có đồ chơi cho Nora. Dài dài. Cho bé nè. Còn lúc nào cũng muốn được nuôi hổ. Mẹ ơi, nó đang đung đưa. Xịn sò hơn chó bóng bay nhiều. Lêu lêu. Cuối cùng cũng có được chút yên bình. Mong là bóng sẽ không nổ. Con thích lắm. Yay! Yay! Đã đến lúc chuẩn bị đi học rồi. Mình sẽ thực hiện một chuyến đi ba lô. Đó, vậy là xong rồi. Bố! Bố ơi! Con sẵn sàng đi học rồi ạ. Ok, bố đến ngay. Nâng bé con lên nào. Con sẵn sàng chưa? Ôm chặt nhé. Vui quá đi mất. Con thích chuyến đi ba lô nhất. Hôm nay trời đẹp quá phải không nào? Khoan! Sao chúng ta lại tới đây? Chắc mình rẽ nhầm đường rồi. Chị thích tóc của em nhất. Con yêu, xem mẹ có gì cho con này. Bút dạ mới toanh dành riêng cho con. Yay, cảm ơn mẹ. Con thích bút dạ lắm. Hai màu xanh. Mình sẽ bắt đầu với bút này trước. Mình vẽ thật là giỏi. Mình nên giành được cúp. Giờ mình sẽ dùng tất cả các màu. Giống y như cầu vồng ấy. Mình thích cầu vồng. Tuyệt, xanh dương. Mình có thể dùng bút đỏ để viết tên mình. Sao có quá trời nắp vậy chứ? Ai mà thèm chứ? Mình sẽ tháo hết nắp ra. Ủa, tại sao bút dạ không ra mực vậy? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nhìn này, bút dạ hỏng hết rồi. Mẹ sửa đi. Hả? Nhưng bút mới toanh mà. Mẹ vừa mới mua. Để mẹ xem nào. Chuyện gì đã xảy ra với những cây bút dạ này chứ? Thôi được, đi với mẹ. Để mẹ nghĩ cách nhé.
Đấy, con bảo mà, bút dạ hỏng hết rồi. Ồ, mẹ hiểu rồi, con tháo hết nắp bút ra mà. Không có nắp thì bút dạ sẽ bị khô đấy con. Thấy không Ava, con phải đóng nắp lại lúc không dùng bút nghe không? Ồ, vâng ạ, đóng nắp bút lại. Xem nào, chỗ nắp còn lại đâu? Ava, con bỏ đâu hết rồi? Một ở đây cũng có một cái. Nắp bút ở khắp mọi nơi, sao con gái nhỏ của tôi bày khỏe thế này? Chỉ được cái dễ thương thôi. Ước gì có cách giúp cho con bé ngăn nắp hơn. Ông này, băng dính. Mình đã nghĩ ra một cách hay rồi, vào việc thôi. Mình sẽ bắt đầu với một dải băng dính, chỗ này đủ rồi đấy. Sau đó, tất nhiên mình sẽ cần bút dạ, mình sẽ xếp thẳng hàng trên băng dính. Đó, chỉ vậy thôi, và mình có thể gấp phần băng dính còn lại lên. Cách này chắc chắn rất hiệu quả, mình biết rõ mà. Ờ, con yêu, nhìn đây này, con giờ sẽ không làm mất nắp bút nữa đâu. Mẹ xếp ở đây hết rồi, của con này. Yay, nhìn này, bút lại viết được rồi mẹ ơi. Còn vẽ một bông hoa tím và trái tim màu xanh. Ôi, con đúng là một họa sĩ nhí. Đặt một cái poppet lớn lên mặt phẳng. Dắt đường lên poppet để tạo thành số 5. Làm bình tĩnh nhẹ nhàng nhé. Sau đó làm đường chảy ra và để khô. Mở mắt ra nào cô gái. Chúc mừng sinh nhật con yêu. Cái này đỉnh quá ạ. Con muốn ăn lắm rồi. Ok, thế là đầy đủ cả nè. Sẵn sàng chưa nào? Chiến thôi bé tốc độ để xem ai nhanh hơn nhé. Em sẽ thua thôi. Vào vạch đi, chuẩn bị, chạy. Dễ nhân kẹo nhé. Đuổi tới xem nào. Nhanh lên tốc độ, nhanh đi. À, mình chóng mặt quá à. Wow. Tốc độ hả? Ôi không, mình sẽ thua mất. Con yêu, con có sao không thế? Đầu gối con đau hả? Mẹ sẽ giúp con đỡ hơn. Mẹ có băng cá nhân đây. Ồ, rát quá. Con không thích đâu mẹ ơi, chán hòm. Mình phải nghĩ ra cách chứ. Biết rồi. Lại đây nào, tốc độ. Cái gì thế hả? Ý này hay đó nha. Hãy khiến băng cá nhân này hay ho hơn với mẹo này nào. Dùng bút để vẽ lên băng nè. Hãy tạo ra nhân vật bạn thích hoặc là thú cưng của bạn và tô màu lên. Nhìn xinh đấy. Anh chàng này trông quen ghê. Xem mẹ có gì này. Thử lần nữa nhé con. Con gái thấy sao? Wow, xinh quá mẹ ơi. Vậy là những vết bầm của con được dán hết rồi. Con phải cẩn thận hơn đấy. Để tốc độ đua một mình được rồi. Vroom vroom. Skrrr. Skrrr. Xem nào, mình đã đóng gói hết đồ chơi của con chưa? Ờ, không thể quên mũ được và sách của mình. Và khăn ướt phòng khi con dây bẩn. Đầy mất rồi. Thôi nào, vào đó đi, mình biết nét vừa mà. Tuyệt, giờ sao đây? Thằng bé đang chơi gì đó ta? Ha, này, mẹ ơi, cái đó của con. Ok, hãy để mẹ lấy đồ chơi trong hộp này ra. Giờ thì nó đã rỗng, mẹ có thể nhét khăn ướt vào. Đó là một hộp nhỏ xíu nhưng đủ để nhét vài tờ khăn ướt. Thế là xong, chỗ này chắc đủ rồi. Và nó chỉ chiếm chút xíu không gian thôi. Mẹ ơi, nhìn con làm gì này, còn có mặt bim bim nhá. Rất thông minh đấy, tốt lắm. Nhưng mà chờ mẹ chút đã, để mẹ lấy khăn ướt. Lâu lắm rồi mình mới có sáng kiến thông minh như vậy. Đây này, mẹ chỉ muốn lau mặt cho con trai chút thôi. Đó, sạch rồi nhé, chuẩn không cần chỉnh. À, một buổi chiều thư giãn. Ôi trời, ôi con yêu, nhìn kìa, vịt. Mẹ, mẹ làm đổ nước rồi. Ôi trời, thôi đừng có lo gì nhá, để mẹ xử lý. Thấy không, mẹ vẫn còn khăn ướt, mẹ lau nhé. Chỉ cần chấm chấm thôi. Áo phông của con lại sạch sẽ rồi này. Được rồi, sao con không ăn quả táo này thay cho nước ngọt. Vroom. Bíp bíp, coi chừng, tôi đang đi qua. Rawr. Xe tải khủng long hạ gục mi. Rawr. Con yêu, con đang làm gì ở đấy vậy? Con yêu, con yêu, mẹ đang hỏi con đấy. Ôi trời, tay con toàn đất với cát kìa. Chà, may là mẹ có khăn ướt ở đây. Đây, để mẹ lau tay cho con nhé. Phải chà một chút mới sạch. Vậy là xong, giờ thì con lại có bàn tay sạch sẽ rồi. Yay, con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ nhất quả đất. Phải cho vào lò nướng nhé. Chào mẹ xinh đẹp. Chào bé con, mẹ đang nướng bánh nè. Ôi trời, bức tranh đẹp quá nè. Là cá kìa.
cá đang bơi bơi ạ. Xinh quá con yêu. Nào nào, chưa được ăn, xem tay con này. Kìa mẹ, một cái thôi. Mà kệ, vẫn chẳng cần dùng tay. Không được Ashley. Con muốn ăn bánh, bất công quá đi. Đủ lắm rồi cô gái, đi với mẹ. Rửa cho sạch đôi tay nào. Không, con thích bánh. Đủ rồi, lại đi nhanh. Con chẳng thích thế này thế nào. Tí nữa mẹ phải cho con ăn bánh đấy. Được chưa? Nhìn nè, con đang rửa tay nè. Mẹ thích con rửa tay chứ gì. Con phải dùng thêm xà phòng. Không có vui đâu nha Ashley. Nhưng con đang rửa màu nè. Con sẽ rửa cả ngày luôn. Mẹ đợi cả ngày cũng được nhé. Thật thế ạ? Ta-da, xong rồi. Không, vậy chưa được. Không sao, thở thật sâu nào. Mình nên làm gì nhỉ? Đợi tí. Mình nghĩ ra cách rồi. Bắt đầu với khuôn làm thạch. Cho đồ chơi vào các ô trong khuôn. Tiếp theo, đổ nề cốt xà phòng trong suốt vào nồi. Sau đó đổ cốt xà phòng vào khuôn. Nhớ phủ lên hết món đồ chơi nhé. Hãy đổ đầy từng ô với cốt xà phòng, rồi để nó đông lại này. Lấy xà phòng ra khỏi khuôn và khiến việc rửa tay thú vị hơn nào. Ashley ơi, con thích món đồ chơi này không? Chỉ cần rửa tay thật kỹ thôi nha. Oh wow, mình phải lấy được em ấy. Hiệu quả rồi. Sắp xong rồi mẹ ơi. Mẹ nhìn này, tay con sạch bong luôn. Tuyệt lắm con yêu, giờ đi ăn bánh nhé. Thật đã, yay. Để xem nào, đặt vào đâu nhỉ? Ôi, tía má ơi, bản giao sắc kìa. Mình không thể để đây được, nhỡ thiên thần nhỏ của mình mở ra thì sao? Còn bé nghịch dao dễ bị thương lắm. Ôi không không không, không thể thế được. Mình phải cất đồ ở chỗ nào con bé không thể tìm được. Phù, yên tâm hơn rồi, con tôi an toàn rồi. Ok, nhặt đồ chơi cất đi cho gọn gàng nào. Mà chờ một chút, góc bàn này quá sắc nhọn. Thế này còn kinh khủng hơn dao nữa. Con bé có thể đập vào đây. Ôi không, không phải đầu gối của con tôi. Mình không muốn cái bàn này làm con bé khóc. Ôi trời, ôi không không không, không được, không thể được. Mình sẽ không có cái máy chết chóc đó ở trong nhà. Đó, dán gối vào các góc này nhìn yên tâm hơn rồi đấy. Không còn sắc nhọn nữa, còn sẽ được an toàn. Không thể quên khóa cửa được. Khoan, ổ cắm điện. Ổ cắm điện ở trong nhà. Không, con đang làm gì nhỉ? Con sẽ bị thương mất. Không, 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 không. Đừng nhét con yêu. Dừng lại ngay. Con không được nhét cái gì vào ổ cắm nghe chưa? Mà nhìn con xem, trông bẩn chưa kìa. Đây, để mẹ lau cho con nhé. Mẹ phải làm gì với con đây? Này, chờ một chút. Nắp của gói khăn ướt có thể chính là giải pháp. Chuẩn, mình có một ý tưởng đỉnh của Chop luôn. Mình chỉ cần thay đổi một xíu thôi. Vậy là xong, mình sẽ chỉ cần tách cái nắp ra và dán nó vào phía ổ ổ cắm. Giờ thì có ốp tường rồi, vậy là khỏi lo còn nhét ngón tay vào trong ổ điện nữa. Ok, con sẽ an toàn trong khi mẹ đi vắng. Mà chờ chút, còn máy là... Ôi, mình sẽ chẳng bao giờ ra được khỏi nhà. À đó đỉnh thật. Chuyện gì thế? Màn hình đen thui rồi. Hết pin á? Ôi là trời. Mẹ ơi, con cần mẹ giúp. Sao thế con yêu? Điện thoại con hết pin rồi. Mẹ không có cục sạc. Sao người tốt luôn gặp chuyện xui xẻo thế ạ? Ôi, bình tĩnh nào con yêu. Không sao mà. Thế như mẹ có quà vặt trong túi. Hay là ăn kẹo nhé. Ngon quá. Còn không ạ? Còn mỗi chiếc đó thôi. Cuộc đời thật là bất công. Xem mẹ tìm được gì này. Con có phải mèo đâu mẹ. Sao lại ra nông nỗi này chứ? Mình còn cái gì nhỉ? Hay là mẹ cho con tiền được không? Con thích ạ. Con làm máy bay giấy nè. Ashley, đó là tờ tiền cuối cùng của mẹ đấy. Con chả biết, mẹ cầm đi. Cái này bị sao thế nhỉ? Ashley, thôi nào. Gì đây? Thôi mà Ashley, mình phải làm nó sống dậy. Trà này vui ghê. Mẹ Nhiên đã sẵn sàng. Cái gì vậy hả? Con đang vẽ tranh này mẹ.
Ôi, thật là xấu hổ quá. Mà chờ chút, mình nghĩ ra ý này. Đặt điện thoại lên một bề mặt phẳng, rồi đặt giấy màu lên trên. Tiếp theo là đính miếng nhựa trong vào điện thoại. Cho kéo sữa vào trong miếng nhựa. Rồi dàn keo ra. Đóng miếng nhựa lại để keo không rỉ ra. Nhìn như bảng vẽ nhỏ xíu ý. Một cách rất hay để giết thời gian nhé. Trò này vui quá. Cho con xem với. Muốn thử không nào? Thử luôn này, vui quá đi mất. Wow, con rất thích. Con cảm ơn mẹ. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Yay, đây là puppet yêu thích của mình. Mình yêu bướm xinh đẹp. Ôi trời ơi, con bé có khác nào một thiên thần nhỏ. Chào em, lâu lắm rồi chị không gặp em. Dạo này em thế nào? Đi nào, chúng ta hãy đi dạo. Yeah, em đang đi nè. Em nghĩ chúng ta có thể đi vòng quanh thế giới không? Nhìn kìa búp bê, bể bơi đây, chị thích bơi lắm. Wow, em khát à, cho em uống nước này. Đây, cảm thấy sao rồi, nước ngon không? Ôi không, con bé đâu rồi? Con bé ở đằng kia. Em không tin được là con bé lớn nhanh thế, lần trước vẫn còn nhỏ xíu. Bê ơi, ở đây không còn vui nữa. Nhìn mà xem, có một quả bóng ở ngay kia. Bóng rất là đẹp nữa, thích quá đi. Có màu đỏ và xanh. Này, quay lại đây, bóng ơi, đừng có lăn đi nữa, chị muốn chơi với bóng mà. Wow, bóng ơi, nhìn cây này cao chưa nè. Cao tít lên trên kia luôn, cây cao nhất chị từng thấy. Cây, cây, chị sẽ dùng đổ cây luôn. Nói đùa thôi. Chị cực kỳ thích cuốn này luôn đấy. Khoan, con bé đâu rồi, con tôi đâu? Không không không, đi đâu rồi, con bé không chơi ở quanh đây nữa. Búp bê của con này, nhưng con mang búp bê đi khắp mọi nơi mà. Con đâu rồi, xin lỗi ạ, xin chào, bạn có thấy bé gái này không? Con bé đây này, bé đáng yêu lắm. Ôi, chúng tôi rất tiếc, chúng tôi không hề thấy em bé ở đây. Con bé có thể đi đâu được chứ? Ôi, có người gọi, alo. Vâng, vâng, ôi trời đất, cảm ơn bà nhiều ạ. Con đâu rồi? Thiên thần của mẹ, bé con ơi, mẹ đi khắp nơi tìm con đây biết không? Con chào mẹ. Ôi, cảm ơn bà nhiều vì đã đưa bé về đây. Sao bà gọi cho cháu được? Con bé có vòng tay kia kìa, bà gọi số điện thoại đấy. Ôi trời đất, mẹ quên mất là đã làm vòng này. Mình lấy một sợi dây câu và vài hạt nhựa, một trái tim để trang trí cho vòng, rồi đến số điện thoại của mình. Cuối cùng là tên của bé nữa, thêm trái tim này. Chà, cháu cảm ơn bà nhiều vì đã đưa Annie về, chúc bà một ngày tốt lành. Vẫy tay chào người hùng của con đi Annie. Cái ống này dẻo lắm luôn. Tớ làm hình tròn nè. Ủa, gì đây? Kẹo mút nè, ngon quá. Hôm nay may mắn ghê. Ủa, trả cho tớ. Không, tớ muốn ăn. Tớ tìm thế mà. Sắp rồi. Cổ làm rơi kìa. Được rồi, leo leo. Chắc cậu luôn đấy. Yêu ơi, buồn quá. Cả mút của mình. Tại cậu cả đấy. Sao thế này? Ivan đã hỏng kẹo của con. Vậy thôi sao? Để mẹ xem nào. Tại bạn Ivan đó mẹ. Để mẹ sửa cho. Cái này chắc sẽ hữu dụng nè. Mẹ có quà cho hai đứa đây. Cái gì vậy ạ? Là hộp đựng kẹo mút đá. Vậy là kẹo không bẩn nữa rồi. Cô cũng làm cho Ava nè. Wow, đỉnh quá ạ. Tí nữa mình sẽ ăn tiếp. Hiệu quả tên này. Nhìn này Ashley. Nó nằm dưới đất mà không bị bẩn luôn. Tớ biết mà, cách này rất hay nhỉ. Thật vui vì hai con thích. Đây con à, mẹ làm steak ngon và lành mạnh cho con. Không, con không ăn đâu, kinh lắm, con muốn burger cơ. Ôi trời, ăn burger nhiều không tốt, ăn trái cây tốt hơn. Đây này con, cứ ăn thử đi, rồi con sẽ thích mà. Con bảo không mà, con muốn burger cơ. Rồi để mẹ xem nào. Nhìn này,
Táo tàu lượn đang tới, đã đến đích, há miệng to và ăn một miếng nào. Ngoan nào bé yêu, con thích táo mà, món tủ của con còn gì. Ờ chà, thế thì còn thanh kẹo thơm ngon này thì sao, kẹo đến này. Wow, con thích thanh kẹo này, yay, con muốn ăn. Con đang ngày càng đến gần nhé. Không, con không ăn táo mà. Được rồi, thử trò mới xem ai đây này Annie. Đúng rồi, ngài Barrington đến thăm con đây. Của con này, hãy ôm gấu thật chặt nhé. Hoàn hảo, con bé đang không để ý, mình sẽ lén cho ăn. Hả? Không, con không ăn đâu, ở đây cấm táo. Con bé thật sự đang thử thách sự kiên nhẫn của mình. Chắc hẳn phải có cách gì đó chứ. Hả, con bé nói là muốn burger. Mình hiểu rồi, lần này con không láo cá được với mẹ đâu. Đã đến lúc làm burger trái cây rồi. Táo sẽ làm bánh mì, kiwi làm rau xà lách, một lát đào làm thịt, còn dâu tây và chuối sẽ trở thành gia vị cho món burger này. Mình còn có thể làm khoai tây chiên từ táo. Con yêu, mẹ làm burger như con muốn đây này. Wow, cả cái burger dành cho con, cả khoai tây chiên nữa. Khoai tây chiên là món khoái khẩu của con. Yay, ăn burger thôi. Burger ngon nhất quả đất. Con gái mẹ ngoan quá. Tô kẹo này hết luôn rồi, phải lấy thêm thôi. Đấy, giờ giấu không cho Ashley thấy nào. Cái kệ này hơi bị ổn, con bé sẽ không tìm thấy đâu. Là mẹ nghĩ thế thôi. Mẹ đi rồi, cơ hội là đây. Mình không với được. Đến lúc dùng kế khác rồi. Mình biết này, cái ghế này sẽ giúp mình cao lên. Sắp rồi. Đây này. Ôi không. Wow. Ok. Ow. Nhưng dù sao thì mình cũng có kẹo, cực kỳ xứng đáng luôn. Con nghĩ con đang làm gì thế hả? Ồ, con chào mẹ. Mẹ thất vọng lắm đấy Ashley. Mình phải sáng tạo hơn nữa, giấu ở đâu được đây? Chờ chút đã. Ashley ghét rau củ. Mình có ý này. Mình sẽ đổ hết túi rau củ này ra và cho kẹo vào đầy túi. Ashley sẽ không tìm ở đây đâu. Quả cà chua này mọng nước quá, làm salad thế nào cũng ngon lắm. Chào con yêu. Chả có gì. Kẹo đâu rồi nhỉ? Hay là ăn rau củ lành mạnh nhé con. Mẹ đùa đấy ạ, kinh quá. Thôi, mình cũng cố gắng rồi. Mình rất xứng đáng được ăn sô-cô-la nhỉ. Ngon quá. Mẹ vui ơi là vui. Pipa, pipa. Này, thôi đi. Sao nào, anh lái xe hơi thôi mà. Răm răm. Hỏng mất rồi, em mất bố đây. Tuyệt, thế nào cũng bị mắng. Này hai đứa có chuyện gì vậy? Cứ để ông bố giờ này xử lý cho. May mà mình có cái áo thun này. Đấy, đã ổn hơn chưa nào, giờ hai đứa sẽ luôn bên nhau. Tại anh cả đấy. Lái xe không đi, chơi đi, vui lắm đó. Cũng hơi vui đấy nhỉ. Đây là bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất. Và đây là quà của anh. Chúc mừng sinh nhật. Wow, cho em ạ. Hơi hợp quá đi. Em sẽ thích lắm đấy. Nó kinh quá. Lừa được rồi nhé. Em sợ xanh mặt luôn. Sao anh lại làm thế? Này, quay lại đây. Tránh xa em ra đi. Anh mua cho em mà. Để em yên. Nó mềm lắm xem nè. Biến đi, em ghét nhiệt lắm. Đừng có lại đây. Cả bóng này là mình nảy ra một ý. Xem nè. Sao anh lại làm thế? Ngầu đúng không? Anh chơi đi tay. Bắn bay của em. Anh làm hỏng sinh nhật của em rồi. Bố. Mình lại gây rắc rối rồi, chuồn thôi. Quá đáng chưa kìa. Con gái xỉu có sao không? Chuyện gì thế? Nói bố nghe nào.
Chris chạm bể hết bóng rồi ạ. Chờ chút đã, bố biết cách giải quyết rồi, chơi đi. Con muốn bóng bay cơ bố. Nhưng đó không ổn, ok, thế này thì sao? Con không thể. Khó chịu quá. Mình nghĩ ra cách rồi, chắc sẽ hiệu quả đấy. Cắt một lỗ trên quả bóng, rồi lồng một quả nữa vào bên trong. Giờ dùng phễu để rót kim tuyến vào quả bóng. Sao lấp lánh chưa này? Và giờ chỉ cần rót nước thôi. May mà mình có cái phễu này. Khi bóng đã đầy nước, hãy buộc một dải ribbon quanh miệng bóng. Và giờ bắt này. Bé con ơi, xem bố có gì này. Gì thế ạ? Vui quá đi, con thích lắm bố ơi, cảm ơn bố. Có gì đâu bé con, bố là siêu nhân mà lị. Mà Chris đâu rồi nhở? Mình cũng thích. Nhìn ngon quá bà con ơi, mùi cũng tuyệt hảo nữa. Nhìn này bố, bay vui lắm luôn. Tưởng tượng bay xa quá, đồ ăn sắp xong rồi đây. Cái con này đấy yêu, món đặc biệt đó. Gì vậy ạ? Cháo đấy, con ăn đi thì mới khỏe như voi được. Nhưng thôi bố cũng cổ rồi, mình không ăn đâu. Nhưng mà có ý này nè. Lại đây nè bé. Bé đã đói chứ nào? Tiếng gì thế không biết. Nhầm rồi, chắc mình tưởng tượng thôi. Cái bánh này, ăn mạnh vào. Giờ chơi tiếp thôi. Món cháo này ngon quá thể. Cô khoan, tô cháo đâu rồi? Mình bị gì thế nhỉ? Không thể để bé con đói được. Tô của con đâu? Bố nói gì con chả hiểu ạ. Thôi vậy con ăn đi, bố chợp mắt một lát đây. Loại cháo sao? Mông lại cũng cưng thích món này. Tô thứ hai của bé đây. Mình thương mình ghê cơ. Oops. Con xin lỗi bố. Hay quá nhờ. Nhưng con xin lỗi rồi. Mình biết cách giải quyết đó nha. Cho bố xin lại nào, cái này nữa. Đồ chơi của con. Con phải nhận ra lỗi của mình. Mình thương mình ghê. Mấy cái miếng dán này sẽ được việc đó. Một tô cháo nóng thơm này. Thử lần nữa nào. Bố muốn con ăn sạch. Con không di chuyển cái tô được đâu. Cảm ơn bố. Sao không cầm lên được? Ơ kìa. Nói rồi mà, con ăn ngay đi. Bố bất công quá à. Kìa này con yêu. Máy bay tới nè. Kìa. Mình tập sung ghê. Phải nạp thêm nước nữa. Gì đây? Trà này vui xỉu luôn. Chơi vui quá kìa, nhưng súp lơ sẽ khiến con mình càng vui hơn. Này Chris, ăn súp lơ thay khoai chiên đi con yêu. Thật luôn à. Ngon lắm đó nha. Dạ thôi ạ, con chẳng ăn cái đó đâu. Rồi. Chơi tiếp thôi cả nhà ơi. Một miếng thôi, con sẽ thích mê đấy. Con có phải thỏ đâu mẹ. Vậy thì mẹ ăn. Tuyệt, điểm tối đa. Kìa mẹ. Giòn và siêu ngon. Y như khoai chiên ạ. Phí của rồi. Thằng bé không thể từ chối cà rốt đâu. Ai cũng thích kia mà. Chờ cho đã, mình có ý hay hơn. Bất ngờ chưa? Dạ chưa. Mẹ gồng hơi quá rồi đó ạ. Con ăn khoai chiên cơ. Mẹ để con yên đi. Phải có cách nào để dụ chứ. Biết rồi, mình cần một thứ nữa thôi. Hộp đựng khoai chiên đá. Cà rốt chiên thì lành mạnh hơn nhiều. Rồi cháo hàng thôi. Con xén. Đấy, thằng nhóc chả biết gì. Miếng con này lạ thế nhỉ. Cứ kệ đi.
Đứng ngay sẽ hiệu quả mà. Giờ chén món quay thôi. Đúng là ngon lành cành đào. Là cha mẹ, mỗi ngày bạn đều phải đối mặt với hàng tá vấn đề khác nhau. Chính vì vậy, chúng tôi đã nghĩ ra những mẹo hữu ích này. Bố mẹ bạn dùng mẹo nào? Hãy cho chúng tôi biết dưới phần bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video vui nhộn như thế này nhé.